Thưa quý vị, có ít nhất 25 người được xác nhận thiệt mạng gần một tuần sau trận lở đất cuốn trôi hàng chục căn nhà ở tiểu bang Washington. Tin từ Washington, sườn đồi ướt đẫm nước mưa sụp xuống gần thị trấn Oso, cách Seattle 90 cây số về phía đông bắc vào ngày thứ bảy tuần trước, để lại đống bùn đất và cây cối rộng hơn 2.6 cây số vuông. Hôm thứ Năm, ông Steve Mason thuộc cơ quan cứu hỏa quận hạt Sohomish cho hay, bên dưới đống bùn đất này có thể là một căn nhà hoặc một số căn nhà còn nguyên vẹn hơn những căn nhà khác. Chúng như thể là bị bỏ vào máy xay và đổ ra mặt đất, nên đây là một đống đổ nát khổng lồ. Các nhóm cứu nạn sử dụng chó đánh hơi, camera nhỏ và thiết bị nghe tiếng vọng tinh vi để tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp, trong khi các nhân viên cứu nạn khác dùng tay di chuyển các mảnh vỡ. Tổng thống Obama đã ký lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu chính phủ hỗ trợ tiểu bang và địa phương trong việc cứu trợ. Tài khoản cứu trợ thảm họa địa phương vào thứ Năm đã nhận được gần 50.000 đô la. Nhà chức trách cho hay các nạn nhân có thể bao gồm người ngoài địa phương như công nhân xây dựng hoặc là tài xế đi ngang. Đây được xem là một trong những trận lở đất tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ. Năm 1969, 150 người thiệt mạng trong trận lở đất và lũ lụt ở quận hạt Nelson, Virginia. Cuối thập niên 1990, hơn 100 căn nhà ở thị trấn Kelso của tiểu bang Washington bị phá hủy trong một trận lở đất di chuyển chậm.